trước khi đi ngủ mình đi massage thêm một lần nữa. Hôm bữa mình đi làm việc bị trật cánh tay bên bên phải nè, mà mình vừa tới là mình đi Thái massage liền, không ngờ được nó hết ngay thôi, không phải cần phải uống thuốc gì hết. Hôm nay mình đi body oil massage 1 tiếng đồng hồ nữa, cánh tay của mình giờ cử động lại được bình thường, chỉ còn ở phía cổ thì nó hơi đau một chút nữa thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đi vài lần nữa là sẽ hết. Ở Na Uy mình uống thuốc 1 tháng trời không hết, qua đây chỉ tốn có 150, đi Thái massage hết ngay. Không gì bằng thuốc thiên thần của Thái, đó là lý do mà tại sao mình rất là thích người Thái và mình chỉ muốn ở Thái thôi. Mình đi đi Á Châu rất là nhiều lần nhưng mà mình chỉ có đến Thái hoặc là đi thăm những nước lân cận, nhưng mà lần này là lần mình về Việt Nam để mình coi thử tình hình kinh tế, sự phát triển của Việt Nam mình như thế nào. Chứ còn mình vẫn yêu Thái Lan nhiều nhất. Bây giờ mình khỏe mạnh lại rồi, có thể là phía bên này còn hơi mỏi một chút, nhưng mà cái vết thương phía bên phải thì lành rồi. Tại mình bị giống như là bị trật gân á, từ khi mình làm trong cái chỗ mà ở phi trường Na Uy đó, có những hành lý rất là nặng, người ta đã khuyên mình đừng có đẩy, nhưng mà mình cứ đẩy. Nhưng bây giờ thì có vẻ là lành lặn lắm rồi. Thì mình không phải uống, mình nghĩ chắc mình không phải cần phải uống thuốc nữa. Thuốc nó chỉ là một giúp cho mình giảm đau thôi chứ nó không có chữa được bệnh. Bây giờ thì hình như là mình lành lại rồi, cái vết trật gân nó đã lành rồi. Công nhận, mình phải công nhận là cái Thái massage đó, cái đó là gọi như là cái truyền thống của người Thái Lan, cho nên họ có những cái technique mà họ có thể giúp đỡ mình rất là nhiều. Lúc mình vô mình không có nói nha, mình không có nói là mình bị đau phía bên nào hay là mình bị trật gân, tại vì mình muốn test cái cô bé này có làm việc được không, và có biết được rằng là trên thân thể của một con người đó họ đau chỗ nào hay không. Nhưng mà công nhận phải nói là cô bé này rất là giỏi. Cô khi cô nắm bóp phía sau lưng mình đó, cô tự động cô lấy dầu dầu nóng đó, cô bôi trên lưng mình, xong rồi cô đến cái khớp xương của mình đó, cô khớp xương sống của mình, rồi từ những cái đốt xương sống của mình cô chấn xuống rồi cô kéo giãn ra. Mới đầu thì mình thấy hơi đau nhưng mà không đau lắm, nhưng mà một chập sau thì nó trở lại trạng thái bình thường, là mình biết cô đó giỏi thì mình tặng cô đó thêm 200 baht nữa, gần bằng cái giá mà cô ta làm việc của một 90 phút đó. Mà không đáng bao nhiêu cái tiền mình đã trả công cho cô, nhưng mà mình rất là ghi chú cái gương mặt cô đó. Mình nghĩ rằng là lần sau mình sẽ tới lại và mình sẽ biếu tặng cô đó thêm 145 đồng không bao nhiêu mà chữa được cho mình một cái bệnh mà đã kéo dài cả tháng này rồi. Mình uống cả tháng thuốc giảm đau rồi mà không hết, nhưng mà bây giờ thì tất cả đã trở lại bình thường. Đó là một niềm vui chưa từng thấy.
cái thái lầm.